hello chào các bạn trong video clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về tiền gửi thì tiền gửi trong ngân hàng thường người ta sẽ dùng một thuật ngữ gọi là huy động tiền gửi là cái gì tiền gửi như ở bài trước mình nói về cái việc là ngân hàng cái nguyên lý hoạt động đó là chúng ta sẽ thu hút dòng tiền từ dân cư từ nền kinh tế và từ cái dòng tiền thu hút đó chúng ta sẽ cho vay ra để kiếm lời. Thì tiền gửi nó chính là cái nguồn vốn của ngân hàng để mà kinh doanh. Và từ nguồn vốn đó, thực ngân hàng sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh, ví dụ như là kinh doanh truyền thống như là cho vay, rồi có những hoạt động liên quan tới đầu tư, liên quan tới kinh doanh vốn, liên quan tới những hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Thì các bạn thấy tiền gửi là một cái nguồn vốn cực kỳ quan trọng của ngân hàng và trên thị trường các bạn luôn thấy là ngân hàng rất sợ bị người ta rút tiền cũng khá là nhiều cái trường hợp mà lỡ có ngân hàng có một cái sự canh đan gì đó một cái tai tiếng một cái sự cố gì đó thì lập tức có rất là nhiều khách hàng sẽ tới ngân hàng để mà rút tiền sau đó chuyển qua ngân hàng khác thì các bạn thấy và những lúc đó thực sự ngân hàng sẽ rất là sợ và ngân hàng sẽ tìm mọi cách để mà duy trì cái nguồn tiền gửi của mình hoặc là hạn chế người ta rút tiền tại vì đây là cái nguồn vốn kinh doanh rất là quan trọng của ngân chúng ta có ba loại tiền gửi à, đó là tiền gửi không kỳ hạn hoặc là tài khoản không kỳ hạn thứ hai là tiền gửi có kỳ hạn và thứ ba là chứng chỉ tiền gửi thì tài khoản không kỳ hạn hay là tiền gửi không kỳ hạn thì nó có các dạng tài khoản ví dụ như là tài khoản thanh toán à, tài khoản chuyên dùng tài khoản chuyên thu chuyên chi tài khoản uh, ký quỹ thì những cái tài khoản đó đều là những tài khoản không kỳ hạn thì những tài khoản này là sao? Những tài khoản này tại sao gọi là không kỳ hạn? Thì cái tên nó là tất cả thôi. Không kỳ hạn tức là cái tài khoản này chẳng có cái kỳ hạn gì cả. Các bạn thấy là những cái tài khoản, những là dạng tiền gửi này nó chỉ mang tính là để tiền vào ngân hàng. Giống như là các bạn bỏ tiền vào các sắt, các bạn bỏ tiền vào ví tiền của mình thôi. Thì khi nào các bạn cần sử dụng thì các bạn sẽ lấy tiền ra. Đó, nó, nó đơn giản như là như vậy thôi. Và nó Uh, cái tiền gửi không kỳ hạn này thì chắc chắn thì nó sẽ không có kỳ một kỳ hạn nào và các bạn có thể linh hoạt rút tiền ra bỏ tiền vào vân vân uh, trừ những trường hợp mà chúng ta nói về những tài khoản chuyên thu chuyên chi hoặc là những tài khoản khí quỹ thì nó sẽ đặc thù còn hầu như các cái tài khoản ví dụ như là tài khoản thanh toán thì chúng ta có thể chi tiền ra hoặc bỏ tiền vào nạp tiền vào rất là dễ dàng thì thường các cái lệnh mà nạp rút thì người ta sẽ sử dụng các cái lệnh gọi là ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi thì những cái lệnh đó thì trong bài về mặt thanh toán thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn loại tiền gửi thứ hai là tiền gửi có kỳ hạn nó sẽ được chia ra làm hai loại một là tiền gửi tiết kiệm hai là chứng chỉ tiền gửi thì tiền gửi có kỳ hạn mà gọi là tiền gửi tiết kiệm thì các bạn cũng đã khá là thông dụng rồi đôi khi từ nhỏ chúng ta đã nghe tới những cái đó rồi thì uh, chúng ta hay nghe là gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi ngân hàng sẽ tiếp nhận những cái dòng tiền đó và giữ những cái dòng tiền đó trong một khoảng thời gian có thời hạn nhất định ví dụ như là một tháng hai tháng ba tháng sáu tháng 12 tháng 36 tháng vân vân thì những cái tiền gửi không kỳ hạn này sẽ giúp cho ngân hàng có một cái nguồn vốn ổn định, có một nguồn vốn, có một cái khoảng thời gian nhất định thì từ đó ngân hàng sẽ kinh doanh để lấy lời, rồi từ cái lấy lời đó người ta sẽ sao? người ta sẽ chia sẻ cái lợi nhuận cho các bạn. cái lợi nhuận đó chính là cái tiền lãi mà các bạn gửi tiết kiệm. cái tiền gửi không kỳ hạn nó, nó sẽ không kết nối với thẻ hoặc là sẽ cũng không bị thu phí đối với mà tài khoản không kỳ hạn á, cái hoặc những cái tài khoản nó thường sẽ bị thu phí dịch vụ. Còn chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi là một dạng tiền gửi có kỳ hạn nhưng nó khác nhau như thế nào? À, nó khác nhau với cái tiền gửi tiết kiệm á, thì nó khác ở chỗ là thì đối với tiền gửi tiết kiệm bạn có thể rút trước hạn. Ví dụ như là bạn gửi với kỳ hạn 6 tháng nhưng mà 3 tháng bạn có việc gì đó bạn có thể rút trước hạn. Nhưng đối với chứng chỉ tiền gửi thì bạn bắt buộc phải gửi trọn vẹn một cái kỳ hạn. Thì chính vì cái việc mà chúng ta gửi trọn vẹn cái kỳ hạn thì ngân hàng có một cái số tiền cố định và ngân hàng sẽ sử dụng số tiền đó để kinh doanh, kiếm lời dẫn tới là cái lãi suất của chứng chỉ tiền gửi nó khá là cao. Nhưng đồng thời nó cũng đòi hỏi khá nhiều cái yếu tố về mặt khắc khe, về mặt dòng tiền khắc khe về mặt sử dụng cho nên là chỉ với những bạn nào mà có số tiền lớn hoặc là đúng nghĩa là số tiền nhàn rỗi lớn trong một khoảng thời gian nhất định thì chúng ta hãy sử dụng chứng chỉ tiền gửi đối với chứng chỉ tiền gửi thì các bạn sẽ thường sẽ không bao giờ có được ngân hàng hỗ trợ cái khoản mục này đối với những số tiền nhỏ thường là min cũng phải 50 tỷ 100 tỷ thì nói chung là chứng chỉ tiền gửi á, một là dành cho các bạn cá nhân mà được thuộc hàng đại gia hai là khách hàng thuộc về doanh nghiệp thì thường sẽ được ưu tiên cái chứng chỉ tiền gửi này trong cái khái niệm tiền gửi này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm một số khái niệm. Đó là thứ nhất là số tiền gửi. Số tiền gửi là cái gì? Số tiền gửi là cái số tiền ban đầu mà bạn gửi vào ngân hàng. Lãi suất. Lãi suất tức chính là cái phần trăm mà ngân hàng chia cái lợi nhuận kiếm được từ việc kinh doanh trên cái nguồn vốn của các bạn. Thì lãi suất nó sẽ chia ra hai cái ha, các bạn phân biệt lãi suất là cái phần trăm. Còn cái mà số tiền người ta gọi là số tiền lãi các bạn phân, phân biệt giữa lãi suất và số tiền lãi ha các bạn đừng có thân, bị nhập nhằng giữa hai cái này rồi tiếp theo cái thứ ba là phương pháp trả lãi à, phương pháp trả lãi chúng ta có trả lãi cuối kỳ hàng tháng hàng năm hoặc là trả lãi trước thì trả lãi cuối kỳ là sao trả lãi cuối kỳ ví dụ bạn gửi với kỳ hạn một tháng thì các bạn sẽ được trả lãi vào từ ngày gửi cho tới ngày kết thúc ấy, nó sẽ tới một tháng thì sau khi hoàn thành một tháng thì các bạn sẽ được trả lãi hoặc là sáu tháng thì sau sáu tháng thì các bạn sẽ được trả lãi trả lãi hàng tháng tức là ví dụ như các bạn trả gửi tiết kiệm gửi tiền gửi có kỳ hạn trong vòng một năm thay vì phải đợi tới cuối kỳ đúng không ạ 12 tháng lâu quá thì sẽ yêu cầu ngân hàng là cứ mỗi tháng sẽ trả tiền lãi cho các bạn rồi trả lại trước trả lại trước thì đây là cũng một dạng mà cũng khá là ít thông dụng đây là một dạng cũng không thông dụng lắm tại vì sao tại vì vấn đề nằm ở chỗ là ok có thể khi mà gửi tiền vào ngân hàng bạn sẽ được ngân hàng trả tiền lãi trước cho các bạn luôn ví dụ bạn bạn gửi một năm hai năm bạn gửi một tháng hai tháng thì ngân hàng sẽ trả lãi trước cho các bạn nhưng mà trong trường hợp á, mà trong cái quá trình gửi mà bạn chưa đủ khoảng thời gian kỳ hạn mà các bạn cam kết với ngân hàng thì ngân hàng sẽ cấn trừ vào tiền gốc của các bạn để mà bù lại cái số tiền lãi bị mất cho nên cái trả lại trước này thì cũng bây giờ cũng không có thông dụng lắm rồi chúng ta sẽ có cái ngày đáo hạn thì đáo hạn là cái gì Đây là một từ Hán Việt thôi các bạn chắc cũng nghe những bộ phim ví dụ như là công chúa giá đáo rồi các bộ phim cổ trang chúng ta hay nghe là hoàng thượng giá đáo thì đáo là gì đáo là đến hạn là thời hạn đáo hạn là đến hạn ngày đáo hạn là ngày đến hạn ngày đáo hạn tiếng anh gọi là maturity date tức là cái ngày cuối cùng của cái thời hạn thôi cái ngày cuối cùng của ngày của cái thời hạn ví dụ hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì cái ngày đáo hạn ví dụ bạn gửi kỳ hạn một tháng thì ngày đáo hạn sẽ là ngày 1 tháng 2 năm 2021 nếu như các bạn gửi kỳ hạn một tháng là cái ngày đến hạn của các kỳ hạn thôi và cái thuật ngữ thứ năm cái cuối cùng mà bạn cần lưu ý đó là phương pháp đáo hạn Phương pháp đáo hạn tức là khi mà đến hạn thì chúng ta sẽ có các dạng thứ nhất là trả tiền gốc và lãi về cái tài khoản. Hai là có thể là tái tục gốc. Ba là tái tục cả gốc và lãi. Thì ba phương pháp nó khác nhau như thế nào? Trả tiền gốc và lãi về tài khoản tức là sau ví dụ bạn gửi một tháng thì sau hơi hết một tháng thì cái tiền nó sẽ được trả về tài khoản của bạn nó không gửi tiết kiệm nữa. Tái tục gốc thì cái số tiền lãi nó sẽ được trả về tài khoản còn cái số tiền gốc nó sẽ tiếp tục được gửi tiết kiệm thêm một cái kỳ hạn mới tương tự cái kỳ hạn cũ. Và cái tái tục cả gốc và lãi thì tức là cái số tiền lãi nó sẽ, nó sẽ được cộng dồn, nó sẽ được lũy kế vào cái số tiền gốc, tức rồi sau đó nó sẽ được tái tục ra một cái kỳ hạn mới tương tự cái kỳ hạn cũ nhưng nó có sự khác biệt là cái số tiền gốc ở đây sẽ bao gồm là cái số tiền nó được cộng cái tiền lãi vào rồi nó sẽ khác biệt với cái số tiền mà chúng ta tái tục theo kiểu là tái tục gốc thôi thì lúc đó các bạn ví dụ các bạn gửi một triệu thì các bạn khi tái tục thì nó chỉ tái tục cái một triệu thôi cái tiền lãi sẽ trả về tài khoản còn nếu như chúng ta tái tục gốc và lãi thì cái số tiền lãi nó sẽ được cộng vào một triệu đó ví dụ lãi 100 trăm ngàn đi thì cái số tiền ở kỳ hạn mới nó sẽ là một triệu một trăm ngàn cái số tiền nó sẽ được cộng dồn cộng dồn cộng lãi cộng lãi cộng dồn như vậy. À, cái đó sẽ có một chúng ta một số cái lợi thế là cái số tiền của chúng ta sẽ tiền sinh ra tiền cái sẽ được cộng dồn cộng dồn. thì tóm lại thì cái phần tiền gửi này nó cũng không quá dài, tiền gửi nó cũng khá là đơn giản và nó chỉ đơn thuần là chúng ta nạp tiền chúng ta bỏ tiền vào ngân hàng với các cái hình thức khác nhau mà thôi. từ đó ngân hàng sẽ sử dụng cái số tiền của chúng ta để kinh doanh và chia sẻ cái lợi nhuận cho chúng ta thông qua cái mức lãi suất khác biệt tùy thuộc vào các sản phẩm. xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.